Chào ngày mới, Khang Audio 18 Bình Dương kính chúc các sư phụ, các sư huynh cùng các hiền đệ ngày mới tìm thấy được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như chia sẻ kênh của mình để bà con nhân dân của 63 tỉnh thành được biết đến Khang Audio 18 Bình Dương, được tiếp cận đến những sản phẩm âm ly loa đài đủ về tiêu chí kỹ thuật mà thóc thì lại mềm mại và êm ái. Mọi nhu cầu về tư vấn kỹ thuật hay mua sắm âm ly loa đài hay sửa chữa âm ly loa đài, mọi người vui lòng liên hệ theo số máy 0368888479. Mọi người kết bạn Zalo với mình cũng theo số máy này để ta tiến hành giao dịch, cũng như trong công việc sửa chữa thì mình biết được là sản phẩm là cái gì, âm ly hay loa hay đài, và tình trạng của nó đang bị như thế nào, kê đơn bốc thuốc có thể coi như là điều trị được không, mà điều trị thì hết bao nhiêu thóc thì cũng thông tin luôn. Đấy. Hình thức giao dịch thì cũng xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ nhập gia tùy tục một lần nữa, tha thiết và như thế là mong các đồng chí và như thế là khi điện thoại cho mình thì cũng không nên khoe khoang mua ở chỗ này 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu. Thậm chí lại còn có đồng chí để bảo mua hàng những 20 mấy 30 triệu nhưng không phải đặt cọc 1.000 nào, cứ coi như là nhận hàng trả tiền. Thì mỗi nơi mỗi khác, không ai giống ai cả, đúng không ạ? Đấy, nhập gia tùy tục mua hàng của mình là các đồng chí vui lòng đặt cọc cho mình 500.000 đồng nếu như tiền nó gần 1 triệu, chứ còn 200-300 là vui lòng trả hết luôn nha. Đấy, tiền vào thì đương nhiên là thuốc lào sẽ ra ngay và luôn. Đấy, không phải suy nghĩ về cái vấn đề coi như là tiền chuyển vào mà có gửi hàng hay không. Ngày nào cũng như ngày nào mình gửi hàng mình đều quay lại người thật việc thật để cho mọi người cùng xem nha. Đấy, thế còn cái vấn đề cái tiền phí ship ý, thì bên mua vui lòng trả cho mình nha. Đấy, trân trọng cảm ơn. Xin thưa với các sư phụ cùng các huynh đệ, cổ nhân thì có dạy rằng trai trên gái dưới nha. Đấy, ngày hôm nay áp dụng vào cái vấn đề cái lời mà cổ nhân dạy, trai trên gái dưới, cố tí cho con nó bụ nha. Đấy, chỉ cần coi như thế là suy nghĩ một tí thôi thì đã ra được một cái cách mới nha, đã ra được một cái cách mới để độ cái bluetooth cho cái chiếc đài Sony CFS1030S. Chiếc đài này mình làm theo yêu cầu của một thượng đế ở đất Quan Họ, đó là tỉnh Bắc Ninh. Ngài này anh ngài lại còn chuyển tiền trước luôn, đài thì chưa làm được mà ngài đã chuyển tiền trước luôn. Trân trọng cảm ơn ngài nha, trân trọng cảm ơn ngài. Ngài đã đặt niềm tin vào nơi Khang Audio 18 Bình Dương, đó là sự thông tuệ. Chiếc đài Sony CFS1030S chạy điện 220V. Đài này là đài 3 cục hàng xuất, còn nó sản xuất năm nào thì mình không biết, hàng Sony xịn nha. Tình trạng hoạt động của nó thì về thiết kế cái bộ cơ của cái đài Sony này này, 1030 1033, là nó dùng cái vòng trung gian bằng cao su, mà ngày xưa cái vòng cao su của Nhật ấy thì không nói. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay cái vòng cao su mua được của Trung Quốc đã là khó rồi, nhưng chưa nói chuyện là còn có rất nhiều lại còn độ chế quấn vào vòng vào xong dính keo. Mình thì mình không làm cái trò mèo đấy, vì làm cái trò mèo đấy khi bán cho các đồng chí về nhà các đồng chí chỉ được 37-21 ngày là nó lại trần văn tịt ngay. Thế nên những cái chiếc đài này về cái bộ cơ của nó như vậy, bởi vậy là mình cho nó tịt luôn tại đây luôn. Mình cung cấp ở cái thể radio là Trần Văn Nét nha. Đấy, radio con này thì thôi khỏi bàn, con này nó bắt rất chi là nét. Đấy, AM thì con chú con bác với lại Trần Văn Nét thôi. Cái con đài này nguyên bản của nó là nó không có đường line in. Đấy, thế thì bữa trước mình có bán 2 chiếc nha. Đấy, một chiếc ra Quảng Ninh, một chiếc về Thái Bình là cũng độ bluetooth. Đấy, thế thì cái chiếc đài này là cũng người thượng đế ở Bắc Ninh cũng yêu cầu mình đổ cái bluetooth vào để nhiều lúc coi như thế là muốn nghe nhạc các thứ thì dùng điện thoại phát vào cái bluetooth
thế là nó nói lên nha. Đấy. Thì lão nông ấy, thì lão nông độ Bluetooth bằng cái cách ấy là đường tín hiệu truyền qua đầu tử, tức là phải sử dụng hai cái đầu tử. Còn trên thực tế thì có rất nhiều cao nhân nha, có rất nhiều cao nhân mà có rất nhiều kiểu độ, nói chung là không ai giống ai cả nha. Đấy, thì do cái trình độ nó vẫn còn non và xanh thì mình cảm thấy độ qua cái Bluetooth này là cũng nghe cũng ưng cái tai nha, ưng cái tai thì mình làm thôi. Đấy. Đây này, Sony này. CFS1030S gì. Đấy. Cái tách loa này vẫn còn tác dụng, cái tách loa vẫn còn tác dụng, còn mấy cái cần gạt này nè là nó không được nhạy cho lắm nha, nó vẫn chạy đi nhưng mà nó không được nhạy cho lắm. Không hiểu không sao, hay là phải thay cái con chiết áp này. Đấy. Nha. Thì mai sẽ xử lý thêm. Mai sẽ xử lý thêm. Đấy. Cái nút này thì lúc nữa kiếm cái nút khác nút vào là xong. Cái nút này thì thực tế ra là cái fine tuning này là cái tinh chỉnh chỉnh nha, tinh chỉnh cho cái bánh băng sóng ngắn đấy. Đấy. Bây giờ xoay cái bên bên trong. Đây là bên trong phên vỉ của nó đây. Đấy, phên vỉ của nó đây. Phên vỉ của nó lâu ngày thì nó bẩn thế này thôi, nó bẩn này thôi chứ chưa có đào bới xơi lộn bét nhè gì cả nha. Đây, chia đáp thì vẫn còn chia đáp zin. Chia đáp vẫn còn chia đáp zin. Đây bộ cơ của nó này. Đấy. Cơ này thì nói chung là rất chi là chán. Đúng ra là phải thu hồi. Nhà hãng Sony là phải thu hồi những cái chiếc đài mà sản xuất ra cái bộ cơ này. Ngày sau này người ta khôn hơn, cái hãng này người ta khôn hơn là người ta sản xuất không dùng cái vòng đệm cao su nữa. Người ta sản xuất cứ bánh răng nọ cọ vào cái bánh bánh răng kia nên rất chi là khỏe. Kể cả cái con đài này nếu như nó có mới đi chăng nữa không bao giờ nó khỏe được. Tại vì băng nặng phát là nó trượt cao su ngay. Thế nhưng mà cứ bánh răng nọ cọ bánh răng kia. Nhưng mà sau này người ta mới nghĩ ra được nha. Đấy. Sau này người ta nghĩ được. Đây. Đấy. Phên vỉ là còn ngon lành nha, chẳng qua nó bẩn đây thôi. Đấy, chứ phên vỉ là ngon lành, không có đầu bới xới lộn gì cả. Đây. Đây nguồn này. Nguồn này cũng nguồn zin nhé. Nguồn này cũng nguồn nguồn zin. Đấy, chân ốc này, một chân này, hai chân này, ba chân này, bốn chân này. Đấy. Con đài này nó được bắt có bốn chân, bốn góc thôi, chứ nó không có chân giữa. Đấy, con đài này không có chân giữa. Đây là mặt trên của nó đây. Mặt trên của con đài này nó lại cái màu này. Này chữ Sony này. Đấy, Sony đấy nhá. Tụ xoay zin đây này, tụ xoay zin bắt rất nét, bắt bắt sóng kiểu bắt chơi bắt bời cũng bắt được nha. Đấy. Loa đây. Đây. Đấy. Bên đây nữa này. Còn bây giờ là mời các sư phụ cùng các huynh đệ xem lão nông chi điền coi như là ngày hôm nay áp dụng cái lời cổ nhân dạy nha, trái trên gái dưới. Cố tí cho con nó vụ, đúng thật, chả tội gì mà không cố, cố nó bụ bẫm sướng hơn đúng không. Đấy. Đây là cái module Bluetooth mua mới. Cái module này thì đương nhiên là module này là của Trung Quốc rồi nha, không bàn cãi gì cả. Đấy, đây. Đấy. Thì module này thì ai cũng có thể coi như thế là độ được, ai cũng có thể cấy được nha. Đấy. Về bản chất vấn đề nó có hai cái dây này, hai cái dây này ở đây nó có con IC ổn áp 7805, đây là cái con đen đen này. Con đen đen này là con IC 7805, tức là ổn áp dương 5V. Đầu vào cho phép lớn nhất là 15V nha, 15V là lớn nhất. Đấy, chứ quá 15V là con này nó sẽ hỏng. Thế mà ở đây thì mình lấy luôn một cái nguồn để cấp cho motor. Cấp cho motor thì cái này nó cấp cho motor thì nó có 9V. 9 đến 12 nha. Kể cả nó là 12 thì cái con này cũng không bao giờ phải lo nó cháy cả nha. Đấy, thế là lấy luôn nguồn ở motor. Tức là muốn dùng Bluetooth thì phải ấn nút tua hoặc là ấn nút play nha. Để làm gì? Để ở đây nó có cái công tắc đây này, ở đây nó có cái công tắc này. Đây. Không có cái gì là ghê gớm cả. Đây này, đây nó có cái lá đồng chứ có cái gì ghê gớm ở đây.
Đấy, khi mình ấn play hoặc ấn tua thì cái lá đồng này nó đóng lại, nhanh nó đóng lại thì nó cấp điện cho motor rồi nó cấp điện cho khuếch đại đầu tử. Đấy, thì khi bây giờ nó không có motor nữa thì nó cấp điện cho cái module Bluetooth này hoạt động nhá. Đấy, ở trên này nó có bốn cái dây già, bốn cái dây già thì cái dây để không này là cái dây anten nha. Đấy, anten anten này là anten của sóng FM ấy chứ không phải anten của Bluetooth. Đây này ANT này nha. Đấy là của thu sóng FM. Còn ba dây thì trong đó nó có một dây giữa này là dây mát, dây bên trái bên phải này là dây tín hiệu L và R hết phim. Này, ở đây nhà sản xuất người ta đã ghi rõ đây rồi, ai cũng biết nhá, ai cũng biết. Còn cái anten của cái Bluetooth bắt xa bắt gần thì muốn nó bắt xa bắt gần thì lại phải hàn nó vào đây, đây này, hàn vào cái chỗ nó lằng nhằng này này, nó hình cái sung vuông, đây này, đấy, nó hình cái sung vuông, đây này. Chỗ này nhá, chỗ này mới là cái anten của Bluetooth bắt xa bắt gần này, chỗ này này, đấy, muốn bắt nó khỏe thì hàn cái dây vào đây, xong rồi lại nối vào cái anten cái bắt FM kia nữa thì có một sang nhà hàng xóm phát về nhà mình được, nha. Còn cái anten này của nó là anten của bắt radio, tại vì cái module này nó có bằng FM, thế nhưng mà bắt thì nó được ít đài lắm. Nha. Đấy. Thế thì cái đường dây ra ở đây, đường dây ra ở đây thì ăn vào cái đầu tử. Đấy, ngày hôm nay lão nông cái con đài trước của anh bạn mình ấy thì cái đầu tử để nguyên là cái bộ cơ này, thế xong rồi lắp thêm cái đầu tử nữa vào cái bộ cơ trong đổ keo. Đấy, cái thứ hai mình làm gửi đi Quảng Ninh mình cũng làm như thế. Nhưng cái này là cái thứ ba, nha, cái này là cái thứ ba thì lão nông lại không làm như thế nữa. Nha. Nó có 36 kiểu cơ mà, đúng không ạ? Binh pháp của Tôn Tử có 36 kế cơ mà. Đấy. Đây. Bắt luôn, bắt ốc luôn, khỏi phải keo, vừa đỡ tốn keo mà con này giờ đúng là phải lấy búa mà đập thì nó mới ra được nhá, nếu mà không dùng tôi vít vặn cái này. Đây. Đấy, hai con đầu tử mình lợi dụng cái này lúc nó lắp vào đây cái ra trong phim này. Đây này. Đây đây, này lúc nữa là nó lắp như thế này. Đây. Đấy, lúc lúc nữa là nó lắp như thế này vào đây nhá. Đấy, theo cái đầu tư nó nằm này, chả làm sao mà phải suy nghĩ cả. Ở đây cái mặt này là cái mặt cái miếng sắt này nó là một cái mặt phẳng, hai cái đầu tư nó ngồi vào thì tuyệt vời ông mặt trời này. Đấy, thế còn con ốc này bắt nhá. Bây giờ cái đầu tư nó là quá chắc luôn này, nó là quá chắc chắn còn như không phải suy nghĩ cả. Mình có thể điều chỉnh nhá, điều chỉnh làm sao ấy, mình điều chỉnh làm sao. Cái đầu từ này là cố định, cái đầu từ này là mình để điều chỉnh làm sao mà âm thanh nó ra hai cái loa nó cân nhau nhá, chứ đừng có biên to biên bé là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình điều chỉnh làm sao mà để cho tiếng nghe nó hay nhất, thế là vặn con ốc này chặt vào là xong phim này. Đấy, không phải keo cũng lằng nhằng làm phát ăn ngay như làm như lần trước, làm theo anh bạn mình ở trên Sài Gòn này, ở quận Tân Bình, anh bạn ấy làm như thế đổ keo 502 xong rồi bắt đầu lại đổ keo nến vào, nó lằng nhằng mì tôm quá, cân chỉnh vã hết cả mồ hôi trên lẫn mồ hôi dưới nó mới được. Nhưng làm như thế này có một phát gọi là nhất dương chỉ đấy, có một phát ăn ngay, có một phát ăn ngay và độ bền, mình làm như thế này là biết độ bền của nó như nào. Bắt ốc bên đây lúc nữa nếu mà thích bắt con eq về nữa, thế nhưng mà lúc khoan mồi là khoan lỗ bé để vừa con ốc này khi vặn cái là nó tạo gen ngay, nó tạo gen ngay nha. Còn nếu mà thích vĩnh cửu bắt hai con EQ vào đây, hoặc là bắt một con EQ nhưng mà bắt thêm cái lông đen vinh, lông đen vinh là lông đen chống trôi nhỉ, chống trôi EQ. Đấy, cái này là con bu lông mà chống trôi EQ, lắp cái lông đen vinh vào đây nữa thì thôi, đúng rồi, vĩnh cửu đây. Đấy, hai cái đầu từ như thế này, hoặc là kiếm miếng tôn cũng được nhá. Đấy, nhưng mà cái này nó có sẵn đây, mỡ nó dán nó này, nó có sẵn đây, lúc nó lắp vào đây phát thế là xong. Như này này, đấy cái đầu từ nguyên bản của nó đây, cái đầu từ mới của mình đây nha. Đấy, hai cái đầu từ nó cọ vào đầu vào nhau như này là nó ra tiếng. Đấy thôi, thế thì cũng xin chia sẻ tới các sư phụ cùng các huynh đệ, có ai mà độ cấy Bluetooth cho đài mà theo cái kiểu của lão nông chi điền thông truyền tín hiệu thông qua đầu từ thì làm này nhanh hơn, làm này nhanh hơn là cái đầu từ để sẵn là cái bộ cơ này, xong là
con cái đầu từ khác nữa đổ keo vào, điều chỉnh những đổ keo vào. Chứ cái này rất chi là dễ, tháo ra tháo vào cũng dễ, chứ cái kia đổ keo vào thôi miễn miễn tháo, như cái này tháo ra tháo vào cũng dễ, tháo nốc ra cái là xong đấy. Thế cái kiểu này nó lại không 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 gây nhiễu nha, tức là cái nhiễu từ cái bluetooth này này đấy, nó không truyền ra. Thế này là, chứ còn nếu mà đấu thẳng vào mà thông qua đầu từ là nó rất chi là nhiễu đấy, chứ không phải tự dưng mà rồi thông qua cái đầu từ này để truyền tín hiệu đâu nha. Đây là mất tốn thêm cái đầu từ nữa, thế nhưng mà nó lại giải quyết được là nó triệt tiêu được cái nhiễu đi đấy, thế nên là mới thông qua cái đầu từ để truyền tín hiệu. Chả biết làm sao mà hai cái này nó cứ dính với nhau thì nó lại ra tiếng. Cái đấy thì mình chịu nha, thế nhưng mà mình chỉ biết là cứ dí vào là nó rên, nên mà không dí thì nó lại không rên đấy. Dí là, đây là phải dí sát vào, dí sát là dí càng sát thì nó rên càng càng to nha. Đấy thôi thì đã, thứ nhất là cái con đà này hôm nay anh cố gắng phấn đấu để hoàn thiện này cho thượng đế ở Bắc Ninh, vì thượng đế coi như đã trả tiền trước, đài thì chưa làm nhưng đã trả tiền trước. Cái thứ hai là tiện đây thì đắm đò rửa chôn thì cũng chia sẻ lại với lại các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc Trung Nam cái kiểu độ bluetooth, cấy bluetooth cho đài của lão nông chi điển nha. Đấy thì lão nông thì bao giờ cũng vậy, trình độ nó vẫn còn xanh và non, có biết cái gì đâu nha. Thế nên là các cao nhân độ bluetooth thì cũng thông cảm cho lão nông nha. Thôi xin phép dừng clip ở đây, trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ, chào thân ái, merci beaucoup. Mai thì mới gì được nha, mai ban ngày thì mới test được, giờ đêm không test được.